tin giáo sứ phước vĩnh giáo sứ phước vĩnh hành hương năm thánh tại nhà thờ búng trong những ngày cuối cùng của năm kính các thánh tử đạo việt nam đoàn hành hương giáo sứ phước vĩnh do cha phó du xe nguyễn văn phán hướng dẫn đã có mặt tại giáo sứ búng để kính viếng cha thánh Ferro đoàn công quý đoàn hành hương kính viếng thánh tử đạo Ferro đoàn công quý tại đài hát bài ca tôn vinh các thánh tử đạo việt nam lắng nghe tiểu sử thánh quý sau đó tiến vào nhà thờ chầu thánh thể. Thắm đượm máu ăn hùng tự đạo là giai đoạn lịch sử giáo hội Việt Nam thời vua minh mạng cấm đạo, bắt đạo, hành hình, coi đạo công giáo là tà đạo. Bà con giáo dân lần hạt suy niệm thờ lạy thánh thể với giây phút lắng lòng bên Chúa, dâng cho Chúa những u buồn khó khăn cùng với những thử thách cuộc sống. Hôm nay, ngồi trong thánh đường cổ kính nghe dư âm tiếng kinh cầu của ngày xưa, Bậc tiến nhân là cha ông một lòng vì Chúa kính tin và đã an dũng hy sinh gieo vào lòng đất hạt giống, đã sinh nhiều bông hạt cho mùa lúa vàng tươi bừng sáng đức tin. Bài ca chiến thắng Hòa Vang, phúc vinh tử đạo rạng rỡ thiên thu, soi cho mỗi người lối về quê trời bằng bước chân người đi hôm nay, để những cố gắng nhỏ nhoi vẫn là những bông hoa đẹp lòng Chúa. <laughs>